Shop áo may chấm com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà bắt được một Pokemon huyền thoại đầu tiên, đó chính là em Keldeo này, và cũng như là đánh bại được một cái combo đầu tiên luôn á, đó chính là con Gengar, và nó sẽ gây ra cho mình một cái Gengar Ride. Và với cái Gengar Ride này thì mình đã kích hoạt được khả năng, đó chính là thay đổi trang sức luôn nè. Ở trên đây á, thì mình có thể đổi sang cái cọng dây chuyền đeo cũng khá là đẹp, và kể cả một cái vòng tay nữa cơ. Không chỉ cái này là trang sức đâu, mà nó còn dùng để tiến hóa cho những Pokemon nữa các bạn ơi, tiến hóa Mega hay sao ấy, nên cũng rất là cần thiết đó. Rồi, và trong ngày hôm nay mình dự định sẽ chế tạo thêm bóng chứa Pokemon mới để có thể dễ dàng bắt được những em Pokemon khác hơn. Và loại bóng chứa Pokemon này được mang tên là Quick Ball. Cái này á, thì được làm từ những cái Quick Ball Leaf với công thức là Apricot màu xanh với apricot màu vàng thôi, cũng khá là rẻ. Mình cũng có hái thêm những cái apricot màu đen nữa để mình làm thêm Ultra Ball, bắt những Pokemon cấp cao tốt hơn á. Đầu tiên mình sẽ làm trước Ultra Ball nè, được 11 cái nắp. Kế đến là Quick Ball thì mình sẽ làm khoảng 12 thôi, không cần phải làm nhiều quá đâu các bạn ơi. Mình sẽ chừa số apricot này để làm thêm những loại bóng Pokemon hay ho khác nhá. Và để cho chế tạo nó dễ dàng hơn á, thì mình sẽ cho vô cái hệ thống làm ra những cái nắp hoàn chỉnh nè, để cho nó tiến hành làm ra luôn nhá. Vậy là quá trình tạo ra những cái quả bóng chứa Pokemon của mình đang tiến hành. Và trong lúc chờ đợi nó làm thì mình sẽ vô trong để kiểm tra thùng đồ cái đã. Trong thùng đồ của mình á, thì chỉ mới có 8 cái mảnh Thunderstone Shard thôi. Với 8 mảnh này thì chưa có thể làm được viên đá Thunder đâu. Thế nên á, mình sẽ quyết định đi tìm thêm cái mảnh cuối cùng, và chúng ta cùng nhau chế tạo cái Thunderstone thôi nha. Và để tìm được những cái Thunderstone sát đó thì tốt nhất nên tìm những cái ngọn núi cao á, ngọn núi đá. Và hướng này mình thấy có ngọn núi cũng khá là gần nhà mình, nên mình quyết định sẽ đi về hướng này luôn. Ui, nhưng mà bên đây lại có thêm một cái Master Chest nè. Được được, qua đó kiểm tra luôn nha. Và ngọn núi cũng đã gần kề rồi kìa. Ủa nhưng mà như cái này là hôm qua mình đi rồi. Ủa cái này nó hồi phục được hả? Hay nha, hay nha. Ủa giờ mình mới biết luôn là mấy cái Master Chest này nó có thể hồi phục các bạn ơi. Xịn thiệt sự, xịn thiệt sự. Rồi đi tìm cái mảnh Thunderstone thôi. Ý nè 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 nè, vừa mới nói gặp được hai chỗ có Thunderstone luôn. Được 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 được. Wow, được 11 luôn rồi. Ủa đằng kia có thành viên trong nhóm gấp két. À, Mututor. Ủa sao mình không nói chuyện được? Ủa cái này là cái gì vậy? Học kỹ năng hả? À đúng rồi, anh này là cái anh dạy kỹ năng hay sao nè. Mình phải tốn ví dụ như là kỹ năng Heavy Slam này là tốn 2 vàng, không thể học. Ủa gì kỹ năng nào mới có thể học ta? Nè, kỹ năng Flash Burn này có thể học nè. Vậy là kỹ năng... Ui, làm sao... Ui, kỹ năng 100 mấy đam lận. Wow, 100... Ơi, mình có thể thay đổi được không? Được chưa, được chưa? Em Charizard của mình học được chưa vậy? Ui, hay nha. Coi coi phần kỹ năng coi. Hình như chưa các bạn ơi, mình chưa có đủ tiền. Mình làm gì có tiền đâu mà đội học, bó tay mình luôn á. Vậy là ở đây có một cái anh bạn chuyên để dạy kỹ năng nè. Nhưng mà cái áo này là áo của nhóm Rocket á. Đây Rock nè, các bạn coi nè, phần áo của nhóm Rocket nè. Mà tính ra anh này cũng giúp ích cho mình khá là nhiều ấy nha. Ở đây con còn Onix hả? Em hỏi đi, từ từ mình sẽ bắt. What the? Ui, Tyranita. Đây là dạng tiến hóa của em Lavita của mình nè, cấp 55. Ui, được nha. Đỏ đỏ thử xem, thử em Charizard của mình có thể đánh được với em này không nhá. Thử coi kỹ năng tấn công bằng cánh. Ui, kéo không được nhiều máu cho lắm, và khi em đó phản công. Ui,
Căng 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 căng. Được kỳ sự. Tiếp tục tấn công bằng kỹ năng bằng cánh đi các bạn ơi. Mình không muốn tấn công mạnh quá, rồi em này lại hy sinh nữa thì tiếc lắm luôn ấy. Đó, tấn công từ từ vậy thôi, mình không sợ bị em đó one shot đâu. Em Charizard của mình cấp 54 lận mà, đâu có ngán em cấp 55 cho mấy đâu. Nhưng mà hình như bên kia quýnh hơi đau nha. Hơi bị đau rồi đó. Mình đánh thêm một hit nữa thôi là mình về bốn chướng Pokemon luôn, mình không thèm đánh nữa. Chơi an toàn là chính các bạn ơi, để tránh trường hợp đánh phát em này đi luôn thì khổ. Tại vì rất hiếm khi mà mình gặp được một em Pokemon mà đã tiến hóa giống như vậy rồi, mà lại là Lavita khi đã tiến hóa này chứ. Tyranitar. Ui, nghe tên thôi là biết mạnh rồi đó. Thử 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 coi. À, hình như tấn công bằng cánh đang ngày càng phát huy được sức mạnh và phần máu đã được kéo khá là nhiều rồi, nên mình sẽ nhanh chóng sử dụng bóng chứa Pokemon luôn thôi. Về phần giới tính thì sao? Đây là em Pokemon cái. Vậy thì mình có thể sử dụng Love Ball rồi. Love Ball bắt em Pokemon cái thì sẽ tiện hơn. Ui nhưng mà em này mới nhảy ra rồi. Ui em này có vẻ khá là khó tính đây. Mình sẽ tiếp tục sử dụng Love Ball nha, kiên trì mới được các bạn ơi. Đối với những Pokemon mạnh á, thì chúng ta cần phải rất là kiên trì thì mới có thể bắt được á. Nhưng mà với tình hình này thì khá là khó đây. Hai cái Love Ball rồi mà vẫn chưa bắt được. Ui khó tính vậy, mạnh nhưng mà khó tính đó nha. Mạnh thì mạnh thiệt á nhưng mà hơi khó tính. Rồi đây là cái Love Ball cuối cùng của mình. Và yeah. Mình bắt được em ấy rồi các bạn ơi. Đây chính là, ui mình cưỡi được luôn nè. Wow, Tyranitar của mình. Yay. Quá là tuyệt vời luôn á. Ấy ở đây còn Thunderstone nữa nè. Đẩy thêm luôn. Được 13 luôn rồi. Em này bay được không? Em này chỉ có thể chạy thôi các bạn ơi. Cho mình cưỡi là vui rồi, không nhất thiết phải bay đâu. Giờ xem coi em này á thì có thể ở dạng màu vàng nè. Ủa dạng Mega. Wow, khi tiến hóa Mega em Tyranitar ta cực kỳ đẹp luôn á. Wow, nhưng mà mình cần phải có những cái Tyranitar giống như cái Rengarai nè. Wow, được 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 được, từ từ mình sẽ cố gắng tìm sau. Giờ thì mình sẽ nhanh chóng cưỡi Charizard bay về nhà và bắt đầu các công việc chế tạo Thunderstone thôi các bạn ơi. Mình đã trở về nhà rồi và coi coi mấy cái này nữa làm xong chưa ta. Ui, Quick Ball làm gần xong rồi, mới có 5 cái à. Tốc độ làm của nó không được nhanh cho lắm ấy. Mà thôi kệ đi, tạm thời lấy nhiêu đây cũng được. Và sau đó vô trong chị tá nhờ chị ấy chữa vết thương cho em mà Tyranitar của mình. xong rồi, vậy là mình đã có thêm một trợ thủ mới rồi đó nha. Cái tiếp mình sẽ nhanh chóng làm cho mình một cái Thunderstone xác. À không, Thunderstone thôi, giờ là thành Thunderstone rồi chứ không còn là mảnh nữa. Có cái Thunderstone xác vô trong và sử dụng cái Thunderstone này luôn nhá. Thông thường á thì cái Thunderstone này á sẽ tiến hóa cho những em Pokemon kiểu như Pikachu của mình vậy á. Thế nên giờ mình sẽ đem em Pikachu ra ngoài liền nha. Đây Pikachu nè, ở trong này cũng khá là lâu rồi. Và mình sẽ lựa một cái khu vực nào trống trống đi, để cái quá trình tiến hóa này mình có thể quan sát dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là khu vực này nè, với cái hạt giống này ra đi. Và Pikachu xuất hiện. À, đây chính là em Pikachu của mình. Chỉ bé khá là bé nhỏ luôn á. Mong rằng tiến hóa thì em ấy sẽ có thể bự hơn và sử dụng Thunderstone. Rồi 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 rồi, mình đã sử dụng cái Thunderstone và quá trình tiến hóa đang được diễn ra các bạn ơi. Coi nào coi nào. Ui mấy phát triển về kích thước khá là rõ rệt luôn. Wow. Em ấy đã trở thành Raichu rồi. Ui, được thực sự nha. Xem coi nào, Raichu nè. Có màu cam nè. Ui, còn đây là dạng tiến hóa trở thành gì đó? Ra vẫn là Raichu nhưng mà có thể cưỡi được cái phần đuôi luôn á. Ủa làm sao để được vậy ta? Wow, hay nha hay nha. Nhưng mà nói chung khi mà Pikachu có mình tiến hóa lên thì mình nhìn có vẻ Pikachu lực lưỡng hơn các bạn ơi. Phần đuôi với phần tai á là có sự thay đổi rõ rệt nhất á. Được được được, vậy là ngày hôm nay thì mình đã có được hai Pokemon có hình dạng khá là đẹp rồi. Chitaritan đó là từ Lavita tiến hóa, còn Raichu là từ Pikachu. Được á nha. Rồi giờ mình sẽ bích thêm em Bafalan để đi cùng nè, em Totonator cũng như là em nào ta, Keldeo đi nhờ.
Keldeo hệ nước nè, được được á. Rồi, và với dạng Pokemon này là mình sẽ làm thêm những cái bóng chứa Pokemon nữa để có thể đi bắt thêm nhiều Pokemon mạnh mẽ khác nhá. Hy vọng là bây giờ thì những cái clip của mình á đã được chế tạo xong rồi. Yay, làm xong rồi nè. Giờ thì có thể vô trong và chế tạo rồi đó. Để làm được bóng chứa Pokemon thì mình cần phải có thêm nút nè, cũng như là phần đế. Rồi đặt vào bàn chế tạo thì công thức y ra như vậy. Được 12 cái Quick Ball và 11 cái Ultra Ball. Như thế này thì thoải mái mà bắt những Pokemon xịn xịn rồi. Và hiện tại thì Gengarai á là tiến hóa cho con Gengar hả? Nhưng mà dàn Pokemon của mình vẫn chưa có Gengar các bạn ơi. Chắc mình phải đi xuống địa ngục để tìm Gengar rồi. Tại vì mình thấy con Gengar khá là dễ gặp ở dưới địa ngục luôn á. Được được được, để bây giờ chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục thử xem coi có đủ may mắn để gặp được Gengar trong ngày hôm nay không nhá. Rất là hồi hộp luôn. Và ý à, mình biết sao rồi. Hổm gà trên làng á, mình không thấy mấy bác dân làng với bác Noel nè ưa ghé qua nhà của cô y tá mình lắm, thì ra đi lạc xuống địa ngục. Này thì cái tội dám đi ha, liên tha liên thiên gần cái cổng địa ngục hả, bị bắt xuống đây luôn, cho nghỉ về. Không biết ngoài địa ngục á thì Gengar còn xuất hiện ở những cái vùng đất nào nữa ta. Mình chỉ biết là mình gặp được Gengar 2 lần ở dưới địa ngục thôi, nên mình nghĩ dưới địa ngục sẽ dễ gặp được Gengar. Ủa đây có em Gastly gì mà to vậy? Ủa mới cấp 19 thôi mà nhìn to thế. Rồi đi, ui bên đây có cái Pokéset nè, để qua đây thử kiểm tra luôn nhá. Ơ, và không ra mình chưa có khám phá cái pháo đài địa ngục ở dưới này bao giờ hết á. Để một xíu mình thử tìm cái pháo đài địa ngục xem coi có tìm thấy được những gì đặc biệt bên trong đó không nhá. Rồi và đây chính là sao mà không được. Ui gặp Pokéset dụ rồi. Đập cho đá rồi không cho ta mở cái Pokéset chứ, kỳ ghê luôn á. Thử xem con hướng này có gặp pháo đài địa ngục không ta. Lần trước mình gặp được một cái pháo đài địa ngục cũng gần gần cái chỗ mình xuất hiện á, nhưng mà lần này có vẻ mình lạc. Úi mấy đằng kia có cái pháo đài địa ngục thiệt kìa. Ý, được nha được nha. Ủa đằng kia còn có một con Pokemon gì nữa kìa. Mình coi coi có hướng nào. Biết bây giờ nhảy dưới có mất máu chết không ta. Làm liều nha. Hôm rồi mình té gãy chân hơi bị nhiều rồi đó, nhưng mà lần này hy vọng là đừng có gãy chân nữa. Rồi đi xuống luôn thôi, đi xuống luôn thôi. Eo vô trời ơi. Suýt nữa thì đi rồi các bạn ơi. Không biết bên trong này có một Pokemon đặc biệt không ta. Biết đâu được bên trong cái pháo đài địa ngục này lại có những Pokemon chỉ xuất hiện ở bên trong cái công trình này thì sao. Thế nên mình cần phải kiểm tra thiệt là kỹ ở bên trong đó mới được. Và tình hình này là phải bắt block để đi lên trên rồi. Đây, bước vào pháo đài địa ngục nè. Coi coi có rương không nha. Thường thường trong pháo đài địa ngục sẽ rất là dễ gặp được những cái rương chứa đồ luôn á. Thử thôi. Và đằng kia là một cái spawner. Ủa nhưng mà như nó không có hoạt động các bạn à, nó đứng yên luôn rồi. Nè nó có cái spawner nhưng mà nó đứng yên luôn rồi. Ui khi mình lại gần nó lại xây tiếp rồi. Có xuất hiện con Blay không? Mình đang rất là cần quay lửa luôn. Mình muốn làm một cái dàn ba thuốc á để chế tạo những loại thuốc đặc biệt giúp mình có thể đi khám phá tốt hơn. Nhưng mà không có cái que nào hết, sao mà chế tạo được. Khổ nổi như vậy á. Ơ nhưng mà sao nãy giờ mình đi mà không gặp con Gengar ta. Không biết Gengar nó có thực sự là xuất hiện ở cái vùng đất này không nữa. Cũng như là em này là em Bisharp. Hình như đây là dạng tiến hóa của em Pokemon ở nhà mình là tên gì quên mất tiêu rồi. Hình như đây là dạng tiến hóa của em ấy nè. Được được á nha, rồi thử dùng một kỹ năng yếu yếu coi. Chẳng hạn như là Slash nha. Ui, công nhận Slash yếu thiệt các bạn ơi. Đánh không vô máu nội em này luôn á. Với lại em này cấp cũng khá là cao, cấp 60 lận à, nên chiến đấu nó cũng phải cẩn thận một xíu. Ủa, em này cũng không phải dạng yếu đâu. Còn công một phát kéo nữa ống máu của em Charizard của mình chứ bộ. Ui, căng kèo đấy. Ôi chết. Trời ơi, đánh một hồi ấn nhầm nút chạy luôn chứ. đánh lại. Coi em này là hệ bóng tối hả? Bóng tối với hệ thép các bạn ơi. Bóng tối với hệ thép thì thử dùng em Big Raichu coi dạng tiến hóa của em Raichu á thì có thực sự mạnh không nhá. Thunderbolt. Wow, bị giật điện luôn kìa.
Đúng là bị ra chiêu sau khi tiến biến hóa rất là mạnh luôn các bạn ơi. Và slam coi đánh thường nè, nó đánh thường cũng đỡ hơn lúc trước. Lúc trước cái dùng dùng kill slam này không không có nhiều sát thương cho lắm các bạn ơi, và khi đã kéo được máu rồi thì mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon nhá. Về phần giới tính thì em này là đực hả, mình thì hết lớp Bone rồi, vậy thì sử dụng bóng Pokemon thường thử xem. Em này thì mình nghĩ là không nên dùng mấy Ultra Ball đâu, dùng bóng thường là chắc cũng bắt được á. Ui bắt được thiệt kìa. Bắt được thiệt luôn hả? Ui nó chơi ai vậy nè, bắt được thiệt luôn. Vậy nó lại hay quá các bạn ơi, vậy là mình đã bắt được một em Paunia. Đúng rồi, em Paunia để tiến hóa hai lửa. Giờ mình sẽ sử dụng Keldeo đi để đánh cho nó nhanh. Đầu tiên Aqua Jet nè, nó kéo được khai khá máu rồi. Khi phần máu đã bị kéo thì mình sẽ ngay lập tức sử dụng cái bóng chứa Pokemon liền luôn. Lần này thì mình sẽ sử dụng Quick Ball nhá, là bóng chứa Pokemon sẽ rất là tốt khi mà mình mới tung ra một cái đòn đánh. Và thử xem Quick Ball sẽ đó, bắt được liền thấy không. Với Quick Ball mình sẽ tự tin bắt được những Pokemon với một hit đánh duy nhất á. Và coi coi lần này lại là Gastly nữa. Ước gì Gastly nó có thể thay đổi bằng Gengar thì hay. Đi đâu cũng gặp Gastly hết. Đằng này là em sáp A. Ồ, buồn ghê luôn á, muốn tìm Gengar thôi mà cũng khó khăn. Ủa nhưng mà thật sự là ở đây không có Gast. Ủa Gengar hả ta? Toàn là Gast. Ý Mountain. Hình như đây nè các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là em này nè, Haunter các bạn ơi. Haunter khi tiến hóa hình như sẽ thành Gengar hay sao ấy. Mình sẽ sử dụng kỹ năng Slash coi có tấn công được không. Ui có vẻ đòn đánh thường không có gây được sát thương giống em hệ ma giống như vậy rồi. Vậy thì mình sẽ đổi Pokemon đi. Em này mình sẽ sử dụng kỹ năng hệ gì giờ ta? Keldeo thử xem, Keldeo có kỹ năng hệ gì nào. Ui vừa xuất hiện đó. À em lần trước bị đánh nhau bị cháy tới giờ vẫn còn kìa. Kỹ năng hệ nước hả, coi có tấn công được không. Ê hệ nước thì vẫn có thể tấn công được em Haunter nè. À, được quá chứ. Tiếp tục tấn công thêm. Ấy hay là dùng luôn bóng chứa Pokemon nhờ, mình có Quick Ball đó, tấn công một hit thôi là mình có thể sử dụng Quick Ball rồi, tỷ lệ bắt nó sẽ rất là cao luôn. Và coi coi có bắt được em. Ui ui chết 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 rồi. Em Haunter gớt tuyết ở dưới rồi. Không hiểu luôn á, tấn công thêm một hit nữa nè. Rồi lần này thì dính hai hết rồi đúng không? Sau đó thì mình sẽ thử dùng cái bóng chứa Pokemon cấp nào ta? Quick Ball bây giờ đã không có tốt nữa rồi các bạn ơi, nên chắc sử dụng bóng chứa Pokemon thường đi. Thử xem biết đâu được bóng chứa Pokemon thường lại bắt được em ý thì sao? Và ui không thành công, không thành công rồi. A few moments later. Lì lì ta nói nó lì thiệt sự á ta ơi. Bóng chứa Pokemon thường nè. Seiko giữa các loại bóng chứa Pokemon để đỡ tiếc hơn các bạn ơi, chứ dùng một loại hoài mà bắt không được á thì mình thấy tiếc. Đó, dùng Ultra Ball không bắt không được, giờ dùng bóng chứa Pokemon thường lại bắt được. Giỏi Haunter thực sự không, làm tốt quá trời bóng chứa Pokemon. Nhưng mà không sao. Nói chung bắt được là rất là tốt rồi. À, một xíu về nhà thì mình sẽ chữa lành vết thương cho mấy sau nhá. Giờ thì mình sẽ đi khám phá thêm một đoạn nữa coi coi dưới Nether này á, mình có gặp thêm em Pokemon gì khác lạ lạ không nhá, mà không ra mình chưa gặp không. Trời ơi, vừa về tới cổng lại gặp thêm một em Haunter nữa nè. Ủa em này mới cấp 25 thôi. Wow, khá khá là yếu, khá là yếu. Để mình thử coi sức mạnh của em Haunter mình có thực sự tốt không nha. Rồi, chịu hỏi máy trong khi tình trạng sức khỏe chưa được hồi phục nè. Rồi, thử xem. Kỹ năng. Này là hệ tâm linh. Hệ ma, đây đây, Shadow Punch. Thử thử thử. Đó. Wow, hệ ma, đến với hệ ma thì khỏi phải nói rồi. Rất là mạnh luôn. Wow, được 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 nha. Ui, tính ra bây giờ mình đã có em Pokemon hệ ma, đó chính là Haunter rồi các bạn ơi. Không ngán với Pokemon hệ ma nữa. Và chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà để mình chữa trị vết thương cho em Haunter, rồi sau đó đi săn những Pokemon cấp cao rồi các bạn ơi. Chứ bây giờ mình rất là nôn nóng rồi đó. Vì đang có sự trợ giúp của những Pokemon mới khá là mạnh. Đây, mình sẽ ghé qua chị y tá đầu tiên nè. Lần này mình sẽ trang bị dạng Pokemon gì đủ chưa? Ừ, mình thấy cũng khá là đầy đủ hệ rồi đó. Chắc giờ chúng ta cùng nhau lên đường thôi các bạn ơi. Không chần chờ gì nữa, đi thôi. Ủa? Ấy, ở đây có em Pokemon gì nhìn giống cái quả bóng Pokemon dạ hệ lá nè.
Mày lá gì đọc? Mình sẽ lấy một em Pokemon yếu yếu ra để mình bắt em này luôn nhá. Pokemon nhìn rất là lạ luôn. Em Lavita đi, em Lavita này cấp khá là thấp nè. Lavita ra chặn nè. Sau đó mình sẽ thử coi nào, cấp 20 với 29 hả? Dùng đòn đánh thường thôi. Lia nè. Coi gây được sát thương không? Và không gây được sát thương luôn. Vậy thì Sandstorm. Sandstorm thì eo ui 20 nhưng mà rất là mạnh nhá, đánh em Lavita mình quá trời luôn kìa. Ồ, vậy mình sẽ sử dụng bấm chú Pokemon lần đi. Quick Ball, thử xem. Hy vọng Quick Ball có thể bắt được em Pokemon lạ lạ này. Coi nào. Nó sức mạnh của Quick Ball quả là tốt các bạn ơi. Chưa hết mình đã bắt được em ý rồi kìa. Coi tên lại coi. Em này, em Fungus. Hình dạng rất là giống cái bóng chứa Pokemon luôn á. Vừa mới ra khỏi nhà đã gặp em Pokemon lạ rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại với em Hunter nha. Đây Hunter và em Bisasc hồi nãy chưa có hồi máu nè. Để mình tranh thủ cho em Bisasc hồi máu luôn đi các bạn ơi. Khi vừa chữa xong thì đằng này xuất hiện một em Pokemon gì đấy. Mitiana. Em này nhìn giống chó sói vậy. Mình sẽ sử dụng kỹ năng yếu nhất nè, Slash nè, thử xem coi. Ui, hên quá, Slash vẫn chưa đánh bại được em này, mình sẽ bắt luôn em Pokemon này nhá. Nhìn rất giống một chú chó sói luôn á. Được, Quick Ball xuất hiện. Đây là loại bóng chứa Pokemon chuyên để bắt mấy Pokemon yếu yếu nè. Coi coi. Được không? Ui, nhưng mà lần đầu thất bại rồi. Tính em này cũng không phải dạng yếu đâu. Vậy thì sử dụng bóng thường. Biết đâu được bóng thường lại bắt được em này thì sao? Và được không? Nó bóng thường thì lại bắt được. Không hiểu luôn. Ôi mà mất luôn cái hố rồi. Mất cái hố ultra luôn rồi các bạn ơi. Tiếc ghê ha. Nhưng mà không sao đâu, cái đó thì nó ưa xuất hiện gần nhà mình lắm nên xíu về gặp được cái hố ultra mình sẽ chui vô trong đó sau cũng được. Giờ thì mình sẽ cho Charizard ra bên ngoài. Ê, mình thử coi coi Hunter có cho mình cưỡi không? Không biết không? Hunter nhìn khác là... À không, Hunter không cho cưỡi rồi. Vậy thôi không cho cưỡi, cưỡi Charizard cũng được mà. Và lần này để coi coi mình sẽ đi khám phá về hướng 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 bên đây đi. Hướng bên đây mình rất là ít khi đi khám phá nè, từ lúc mà mình tìm được ngôi làng tới giờ là mình không đi về hướng bên đây luôn á các bạn ơi. Để hôm nay mình sẽ thử đi hướng bên đây coi coi có gặp được cái gì đó đặc biệt không nhá. Tomorrow. Có vẻ hướng bên đây là một cái khu rừng gỗ sồi sẩm rất là to luôn các bạn ơi, to thực sự luôn ấy. Bay nãy giờ vẫn chưa ra khỏi cái tán rừng nè. Phía dưới đang có một cái Master Chest á, để mình sẽ xuống dưới kiểm tra nhá. Hy vọng cái Master Chest này sẽ gây ra đồ xịn xịn cho mình. Rồi chưa chưa mình sẽ cho em Charizard vô trong lại bấm chú Pokemon lại cái đã. Rồi xuống đây kiểm tra luôn. Master Chest có gì nào? Được một cái đĩa Solar Beam. Wow, cái này sức mạnh là 120. Ui, được thiệt sự. Rồi và phía xa xa lại là một cái Pocket Chest nữa kìa. Ủa nhưng mà khu vực này không có Pokemon đặc trưng à? Tiếc ha. Khu vực này khá là to nhưng mà không có Pokemon đặc trưng rồi. Thử lên ngọn núi này sao? Tại vì mình thấy trên mấy cái núi á, ưa xuất hiện mấy Pokemon lạ lạ lắm. Ủa nhưng mà cái núi này là núi sỏi nè. Con là sỏi không à? Lần nào mà cần tìm sỏi thì mình có thể qua bên đây nè để lấy sỏi về luôn nha, đỡ phải đi xuống biển để đào. Trên này lại có thêm một cái Pocket Set. Được, thử xem coi cái Pocket Set này sẽ rơi ra cái gì. Thông thường thì Pocket Set ưa gây ra mấy cái thư lắm, nó gan luôn. Gây ra mấy cái lá thư nữa rồi, mình không cần mấy cái thư đó đâu. Ở phía bên đây là khu gần gỗ Bạch Dương. Wow, gỗ bạch dương hả? Không biết trong rừng gỗ bạch dương sẽ có Pokemon gì đây ta? Trên bầu trời là mấy em Pokemon thể bay bình thường. Và lại là sa mạc. Đúng thứ mình đang cần. Ở sa mạc mình gặp khá là nhiều Pokemon lạ luôn á. Lần trước mới qua thôi mình đã gặp em Pokemon giống như con đà điểu nhưng mà hai đầu rồi. Nhìn rất là hài luôn. Ở coi lần này. Ý. À, mấy cái em này không chỉ mấy em mắc ma nè, không chỉ ở Nether mà còn ở vùng sa mạc nữa các bạn ơi. Kiểu như thích khí hậu nóng hay sao ấy. Ui ra là vậy. Rồi phía gần này thì có một cái wow. Em Pokemon giống con rùa lần trước mình nói nè. Em này tên là
Numeo hay lửa. Được được, mình sẽ thử bắt em này luôn đi. Bắt em này. Em này mới cấp 5 thôi. Chỉ dùng luôn bấm chứa Pokemon đi các bạn ơi. Chứ mình đánh thế nào mấy cũng ngỗng của tỏi à. Bấm chứa Pokemon thường nè. Thử xem coi có chịu vô không nhá. Mới cấp 5 thôi, về đổi với anh đi. Coi coi, chắc được rồi. Tình nó. Mới cấp 5 thôi và em này là em Covid cấp 29 hả? Mình chưa có em Covid nữa hết á. Để hôm nay mình sẽ thử bắt em Covid về luôn nhá. Em này là hệ... Em này như hệ nước thì phải. Nhưng mà mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon luôn nhá. Tại vì bây giờ mấy Pokemon của mình á hầu như là one shot được á. Nếu như mình muốn chiến đấu thì có thể đếm em Pokemon yếu yếu ra cũng được. Nhưng mà giờ thì thử bằng may thôi. Dùng luôn bóng chứa Pokemon. Biết đâu được bắt được đúng không? Nhưng mà có tình hình này có vẻ khó rồi. Vậy thì chiến đấu nhẹ nhẹ nhá. Slash nè. Đó. Slash không... Ui hên. Vẫn chưa đánh bại được em này các bạn ơi. Vậy thì khi đã yếu máu rồi nè, chị về đợi của anh nhá. Pokemon Quick Ball, đây là kỹ năng đầu tiên mình mới tung ra thôi nên chắc sử dụng Quick Ball được. Và có thể bắt được không nào? Chuẩn bị, chuẩn bị. Nó bắt được rồi. Chốc lát thôi mình đã bắt được hai Pokemon rồi các bạn ơi. Và lần này Ui em này nhìn lạ vậy. Hippo Botas. Nhìn giống rất giống Hà Mã luôn. Ok được được, em này thì hệ đất. Hệ đất thì mình sẽ sử dụng em hệ em KDO đi, dùng mấy đòn yếu yếu rồi bắt thôi các bạn ơi, chứ không dùng mấy đòn mạnh đâu. Nên các bạn cứ yên tâm. Dùng kỹ năng này nè. Đó, mình đánh nhẹ nhẹ thôi rồi sau đó dùng bấm chứa Pokemon á để bắt cho nó dễ nhá. Đây bấm chứa Pokemon nè. Về đợi của anh nha. Hippo Botas. Nhìn em Pokemon nó nhìn thấy em tấu hài thực sự. Rồi và đã bắt được em Hippo rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi nhá. Coi nào, cái này sẽ rơi ra một cái Elixir. Và đây là Pokemon gì mà lạ vậy? Em này là hệ điện. À, Hilo Optai. Em này đã vậy? Được 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 nha, để mình sẽ bắt em này luôn. Mình sẽ sử dụng luôn cái Quick Ball đi. Chứ bây giờ mình đánh là thế nào em này cũng hẹo mà. Vì mới cấp 15 thôi nên không thể nào chịu được sức tấn công của mấy em Pokemon nhà mình đâu các bạn ơi. Hy vọng là mới có thể chịu về đội của mình. Ui được luôn kìa. Đúng là mấy em cấp thấp á, cũng khá là dễ tính, không đến nỗi khó bắt các bạn ơi. Và bây giờ mình đã khá là khỏe rồi. Mong rằng có thể gặp được những con boss đó để mình test lại sức mạnh thêm một lần nữa. Chứ mấy lần trước á mình toàn bị đánh bại bởi mấy con boss thôi à. Nhìn giờ rất là muốn phục thù luôn. Nhưng mà có vẻ... giờ đi tìm boss lại không thấy con boss nào luôn ý. Tiếc gì ta. Lúc mình yếu xìu thì boss xuất hiện đầy để cà khịa mình. Tới hồi lúc mình thấy mạo lên rồi không thấy con boss nào ha. Nếm xỉa với mình luôn. Ấy được cái lọ protein nữa kìa. Vật phẩm bổ sung cho mấy em Pokemon của mình. Để từ từ mình sẽ dùng sau. Mình gặp được một cái ngôi làng. Cái ngôi làng này còn kém một cái công trình gì nữa. Được nha, mở cái này trước. Được thêm một cái stick. Ok, để bây giờ mình sẽ nhanh chóng qua bên đó thử xem coi công trình này là cái gì nhá. Ủa nhìn lạ thiệt. Ủa công trình gì trong đó không biết có Pokemon không? Để mình thử vô đó xem như thế nào nhá. Wow. Úi, ở trong đây có người nè. Công nhân. Cái này là công trường á hả? Ui xịn sò vậy ta. Có công trường đàng hoàng luôn các bạn ơi. Làng này hay thiệt á. Cứ tưởng đây là nhà thi đấu không chứ. Ai về cái này là công trường. Thôi kệ, giờ vô cái chỗ này coi coi nhà chị y tá có mấy cái đồ gì hay hay không nhá. Trong cái rương này sẽ có được. Lụm hết luôn. Không cần kiểm tra, lụm hết trước đi rồi tính gì tính. Hồi máu cho mấy Pokemon của mình nhá. Và chuẩn bị đi tiếp thôi. Đây, hồi máu xong rồi nè. Ok, bye bye chị y tá nhá. Sao nãy giờ mình không gặp con boss nào luôn ta? Kỳ thiệt á, chắc phải đợi trời tối sập tối thì mới dễ gặp boss hơn á. Tại vì mình thấy boss thường thường xuất hiện vào buổi tối thôi. Tối với buổi chiều á, hoàng hôn các kiểu các bạn ơi. Ở phía bên này có một cái Ultra Chest. Để mình thử xem coi một cái Ultra Chest ở hướng này sẽ có cái gì. Và em này là Graveler. Hệ đá. Được, thử nha, dùng hệ nước đi. Úi, Pokemon gì? Một Pokemon huyền thoại. Ủa đâu?
Pokemon huyền thoại đâu? À kìa kìa, Latias. Ui chết 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 chết, không phải em này không có bay được. Pokemon huyền thoại kìa các bạn ơi. Đây là boss luôn. Ui, rồi sao kêu chiến giờ? Chắc phải sử dụng tuyệt chiêu cũ. Đây, kêu chiến được rồi. Level 82. Eo ôi, căng nha. Thử xem. À, mình một hit không đánh được mình. Ui, mình dùng tiền cái Z mà chỉ kéo được có một thẹo máu của Latias thôi. Quả thật là một Pokemon huyền thoại rồi. Rất đồng hạnh các bạn ơi. Vậy thì sử dụng kỹ năng hệ gì giờ ta? Chưa biết em Latias này hệ gì nữa. Nhưng mà chắc chắn là có hệ bay rồi đó. Ui, vẫn kịp phun lửa kìa. hay quá Charizard ơi. Cứ cố chiến đấu hết mình đi. Hồi xéo về anh sẽ chữa trị vết thương cho. Giờ thì tới Tyranita của mình nha. Thử xem coi Tyranita có thể tấn công được không. Thử dùng hệ điện coi có xin nha không. Vẫn ghi được sát thương cho em này. Wow, được hệ điện vẫn có thể gây được sát thương nè. Vậy thì tiếp tục sử dụng hệ điện thôi. Kỹ năng nào mà có thể gây được sát thương cho em boss này á thì mình sẽ cố gắng sử dụng thường xuyên nhé, để có thể đánh bại được em boss legendary này luôn. Wow, quá là dữ. Mà phải chi mình có thể bắt được boss thì hay ha. Rất tiếc trong đây không bắt được boss các bạn ơi. Được. Kẻ được một phần nửa máu rồi. Các bạn thấy chưa, Latias hồi máu cực kỳ xịn luôn á. Cứ kéo ít máu một tí là Latias tự động hồi phục ha. Cả đống máu luôn. Ui, quả thật là một Pokemon huyền thoại rất là khó để có thể chinh phục được luôn á. Không biết làm sao để có thể đánh bại được em này nữa. Sức tấn công của em Tyranitar của mình á chưa thực sự là thốn đối với em này đâu. Mỗi lần rỉa được con tí xíu á hả. Mà may á là em Latias thì không có đánh lại nhá. Chứ đánh lại chắc ha. Thì Tyranitar của mình chắc cũng ngủ cuộc tỏi thôi. Chạy thôi các bạn ơi. Đánh với em này phải có một Pokemon nào thiệt là mạnh cơ. Đánh một hit á là ngợp luôn em này thì còn cơ may chứ. Đánh như vậy là rất là khó để bắt được em đó luôn. À không, để đánh bại em đó luôn. Dàn Pokemon mình á không em nào đánh được trừ em Titanita thôi. Nhưng mà em đó thì là em không đủ sát thương để kết thúc ấy. Nên rất là khó. Và phía bên này có cái Ultra Chest nè. Để mình qua đây mình mở cái Ultra Chest này thử xem coi nó sẽ rơi ra cái gì nhá. Nãy đang định mở Ultra Chest cái gặp nguyên Pokemon huyền thoại Legendary chứ. Được một cái Silver Powder. Cũng khá tốt. Rồi lượn thêm vài vòng để coi gặp em Pokemon nào tốt khác xuất hiện vào ban đêm không nhá. Lại gặp thêm một cái ngôi làng nè. Ui, và đây là cái công trình gì lạ vậy? Ủa, đây là cái khu mỏ à? Hay là... Wow, đây không chỉ đơn thuần là cái khu mỏ, đây là một cái nhà thi đấu các bạn ơi. Được thiệt sự. Ui, nhà thi đấu ngay đây luôn hả? Không ngờ luôn các bạn ơi. Được, mình sẽ chiến đấu nha. Giờ thì dạng Pokemon mình đã khá là khỏe rồi, nên cứ thoải mái vào nhà thi đấu mà quẩy thôi. Đó, chưa hết thì mình đã đánh bại được hai Pokemon rồi nè. Giờ đây là Pokemon thứ ba đúng không? À, quá chép. Xem coi, ý shit đánh bại rồi. Và đây chuẩn bị là hit cuối cùng nè. Kết liễu luôn. Để mình sẽ kết liễu một khác. Và có thắng chưa? Cuối cùng cũng thắng rồi các bạn ơi. Được thêm hai món đồ nữa. Một cái đĩa dạy kỹ năng với một cái stone badge. Ấy, cái này có phải cái huy hiệu không ta? Ủa, nhìn cái này giống cái huy hiệu ghê luôn á. Và coi được có đường xuống không. Ui, có đường xuống luôn. Đây là tiếp tục những cái nhà huấn luyện Pokemon khác. Ui, nhưng mà thôi tôi chỉ tham quan thôi, tôi không đánh nữa đâu. Đánh với mấy anh lâu quá trời quá đất hà. Ui chết, tại không cho em bé tò luôn hả? Cho em bé tò đi mà. À đây. Ui, vừa em bé tò lại đánh tiếp. Mấy anh này khó tính vậy. Dám chống nè, mình đã muốn chạy rồi mà bắt buộc mình phải dùng Raichu để cho biết mùi à. Tiếp tục là mình sẽ sử dụng Thunderbolt. Đó, dùng hệ điện ha, quýnh em này hơi bị thốn luôn á. Này thì dám phản đam hả? Phản đam với Raichu nè. Nãy giờ đánh bại được hai Pokemon rồi đó. Giờ thì tới Lunaton hả? Lunaton. Tiếp tục là Thunderbolt. Ui, tính ra em Raichu bây giờ tấn công gây được rất là nhiều sát thương luôn á các bạn ơi.
Ủa nhưng em ấy đã bị dính độc gục rồi. Kaido thử xem. Hy vọng Kaido có thể tiếp tục chiến đấu và đánh bại luôn. Lại là Kabuto. Ủa sao nhà huấn luyện này có nhiều Kabuto thế nha. Hai em Kabuto rồi đó. Một hồi game thứ ba là hơi bị mệt. Nhưng mà Kabuto thì khá là dễ đánh bại á, nên mình nghĩ mình có thể win được ở round này. Và xong rồi. Ê, lại dính trong trận chiến nữa. Mình mới gặp Thanados ở bên kia kìa. Mình muốn bắt Pokemon huyền thoại. No, cho tôi bắt Pokemon huyền thoại đi. Thiệt tình á, mấy nhà huấn luyện Pokemon này đang kéo dài thời gian của mình đi bắt Pokemon huyền thoại đó. Mình phải đánh nhanh thôi. Các bạn coi Kaido của mình kìa. One shot hết luôn. Thôi, chạy liền. Không có đánh nhau nữa. Mình sẽ tiến lại gần Thanados. Kìa, Pokemon huyền thoại kìa các bạn ơi. hồi máu liền, hồi máu để sẵn sàng chiến đấu với Pokemon huyền thoại thôi. Mình phải cố gắng bắt được một em huyền thoại trong ngày hôm nay. Rồi, lại đây. Coi nào, Thanados đi đâu, chạy đâu. đứng lại liền. Rồi, đã có mặt và coi Thanados này là hệ điện. Wow, hệ điện á ta. Hệ điện thì mình sẽ khiêu chiến luôn. Không sợ. Thanados này chạy hơi bị nhanh luôn á. Làm gì mà chạy nhanh vậy? Dùng bấm chú Pokemon nè. Được luôn. Khiêu chiến thành công. À, em này cấp 70 hả? Điện đối với điện nè. Thử xem coi. À, đánh thông thốn hả? Vậy thì mình phản đam lại nè. Lần này thì mình phản đam rất là gắt nha. Giờ thì sử dụng luôn cái Quick Ball. Vì mình đã gây được sát thương rồi mà. Nên cứ sử dụng Quick Ball trước đi. Ui mà Quick Ball có vẻ khá là khó để bắt em này rồi. Vậy thì tiếp tục chiến đấu nha. Có vẻ muốn chiến đấu nhiều hơn chứ gì. Được, dù sao đây cũng là một Pokemon huyền thoại mà. Phải chiến đấu một xíu để kiểu như là phô trương cái kỹ năng các bạn ơi. Giờ thì sử dụng Ultra Ball thử xem. Ultra Ball. Rồi, Ultra Ball đã được kích hoạt. Nhưng mà vẫn không thành công. Ui, dùng Discharge thốn ghê vậy. Ui, bên kia phản đam quá gắt luôn á. Vậy thì mình sẽ sử dụng bóng gì đây ta? Deep Ball, phải không? Cái này trên mặt nước không biết có sử dụng Deep Ball được không ta? Hiện tại thì Thanados đang đứng trên Deep Ball, đứng trên mặt nước á. Ui, Deep Ball có vẻ không... Ui, rồi chết rồi, Thanados phản đam. Và mình đã bị đánh bại luôn rồi. 2000 years later. Các bạn ơi, chuẩn bị tức nước vỡ bờ rồi nè. Đây nè, cái bóng Pokemon cuối cùng nè. Chịu không? Rồi xong rồi bờ. Ê chết rồi. Thua luôn. Chưa kịp phán đam nữa. Thanados ơi, đã lấy đi hết cái số bóng chứa Pokemon của mình. Giờ còn định chuồn hả? Ai cho chuồn? Đứng lại liền. Mình đã trở về nhà rồi đây. Giờ mình sẽ gửi mấy em Pokemon của mình vô chỉ tá cái đã, để hồi phục vết thương á. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có được những em Pokemon như là em Bisharp này nè, tiến hóa từ Paunia, cũng như là em chó sói này, em Magma này, rồi một em Chitarita. Đây là em Pokemon khá là mạnh luôn á, có thể nói là một trợ thủ đắc lực sắp trong thời gian sắp tới luôn. Cũng như bắt được thêm khá là nhiều Pokemon nè. Và đặc biệt nhất thì mình sẽ cố gắng luyện level cho em Haunter này để nhanh chóng tiến hóa thành Gengar nhé. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng viên đá tiến hóa Mega cho em Gengar luôn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.